các bạn đắp lên da thì da các bạn cũng sẽ được cấp ẩm ngay tức thì và làm cho da của các bạn mịn và sẽ khít lỗ chân lông nhiều hơn. Thì trong toner pad nó có gì? Nó có dung dịch để điều trị những cái vấn đề mà da mình gặp phải. Ngày xưa toner pad sản sinh ra đời á, thì nó là một cái miếng có thấm sẵn những cái loại toner giống như toner mình xài mình hàng ngày á, mà nó bỏ vào miếng pad gọi là toner pad, thì nó gọi là nước hoa hồng. Nó sẽ có salicylic trong này này, nó có AHA trong này này, glycolic trong này cũng có luôn, mandelic trong này nó cũng có luôn. Nó để cho cái bề mặt da của mình giống như một lớp tẩy tế bào chết vậy đó. Sau này nó cải tiến dần dần hơn, người ta nhận thấy là ngoài cái việc mà nó có thể thẩm thấu những cái điều trị làm cho cái da mình nó đỡ tế bào chết đi á, thì nó còn có thể cái miếng toner pad nó giống như là một cái miếng cấp ẩm tạm thời, thì nó bổ sung thêm những cái thành phần dưỡng ẩm ví dụ như là HA vào trong cái miếng toner pad đó. Các bạn đắp lên da thì da các bạn cũng sẽ được cấp ẩm ngay tức thì và làm cho da của các bạn mịn và sẽ khít lỗ chân lông nhiều hơn, tại vì nó vừa có hoạt chất dưỡng ẩm này, vừa có hoạt chất mà tẩy tế bào chết này, nó sẽ len sâu vào trong lỗ chân lông làm cho cái lỗ chân lông của bạn bắt đầu có hiệu ứng mà nó sẽ co lại. Và các bạn đắp toner pad xong các bạn kêu là trời ơi em đắp xong cái mặt da em căng. Đúng rồi, nó căng tại vì nó kết hợp cả hai hoạt chất giống chị vừa nói. Tuy nhiên hỏi là có thần thánh như lời đồn không, chị chưa biết lời đồn là như thế nào, nhưng mà thường người ta đồn nó sẽ đồn nó hơi quá lắm một tí. Miếng này toner pad thì nó sẽ có tác dụng cấp ẩm tạm thời thôi, tức là tại một cái thời điểm này các bạn dùng toner pad thì nó sẽ kéo dài được khoảng tầm 1-2 tiếng đồng hồ, chứ không phải là dùng xong rồi nó có thể thay thế được cho kem dưỡng. Không có đâu. Toner pad không thay thế được cho kem dưỡng, không thay thế được cho những cái phương pháp điều trị khác. Nó chỉ là một cái phương pháp bổ trợ thêm thôi. Gánh căng u cho làn da đẹp thăng hạn nhan sắc.